Ok, hello chào anh em, mình là Bảo Nam đây. Tiếp tục đến con game MU Online thì ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu anh em những set đồ thần mạnh nhất của Class F đây nha. Đấy, tổng cộng là có rất rất là nhiều bộ. Đấy, mình sẽ đi từ cái bộ gọi là VIP nhất đến set cùi nhất anh em nha. Set đầu tiên mình đang mặc. Đấy, set đầu tiên mình đang mặc chắc là rất là nhiều người ít biết, gọi là ít 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 biết đến anh em ạ. Cái này đố anh em là set gì anh em biết thì comment phía dưới nha. Giờ thì mình sẽ nói luôn. Rồi, đây chính là hết Kato, hết thần hoàng kim của Class F anh em. Cái này rất là đẹp và cũng rất là mạnh. Cái thông số của set này là gia tăng lượng máu này, gia tăng sức chống đỡ 40, tỷ lệ sát thương gấp đôi 15%, gia tăng sát thương 15% anh em. Cái set này thì gọi là bắn boss được bao phê luôn, thể gia tăng sát thương 15% mà. Đăng ký mạng hoàn hảo 20 này và loại bỏ 5%. Set này nó cũng y hệt như set Arun thôi nhưng mà về cái độ đẹp mà có kỳ đẹp thôi nhưng mà vì nó màu vàng vàng ở đây này. Nó không khác gì set Arun luôn. Gia tăng sát thương 15, sát thương tối đa 15. Đấy, cái này gia tăng sát thương gấp đôi 15% được cơ. Chứng tỏ là set này là mạnh nhất anh em. Đấy. Set Kato là set mạnh nhất của chuẩn của West Gen này nha. Đấy. Set thứ hai đó là set Arun đi. Để giới thiệu luôn set Arun. Arun thì có bao nhiêu món đây? Cái đồ này là mình mượn của admin đấy nhá. Xong thì mình sẽ tiêu hủy hoặc mình trả lại cho admin thôi, mình không được sử dụng. Arun đâu ta? Arun hình như có 3 món, 4 món thôi anh em nhá. Set Arun có 4 món, rất là đẹp anh nhé. Kim ngân này. Cái này mình nghĩ là đẹp nhất này. Cái này thì được tặng mọi người nhá. Anh em nào mới chơi thì liên hệ cho mình hoặc liên hệ cho admin sẽ được tặng set thần gọi là mạnh nhất của F đây anh em ạ. Khá là ngon. Áo Arun này, ngủ Arun, quần này, giày này, đấy, tăng sát thương 15, à quên, tăng sát thương 10%, cái này có 15% rất là lớn, cực kỳ lớn luôn. Sát thương tuyệt chiêu cộng 20, gia tăng sát thương cộng 15, cái này cũng gia tăng sát thương cộng 15, nhưng mà sát thương tối đa rồi anh em ạ, cả sát thương tối đa x2 15, khá là ngon, mạnh gấp mấy lần Arun này, gọi là thêm được 5% nữa, đấy, đẹp không? Cái này gọi là bao phê luôn anh em ạ. Cái này bao phê luôn, đẹp không? Tiếp tục đến set thứ ba em nhá. Cái set này đi. Tiếp tục đến set thứ ba là set gì đây? Set là ping anh em nhá. Ping, set ping có mỗi 3 món thôi anh em ạ. Đang làm video set thần MU. Ping cho anh em xem này. Bên gồm có cung kinh anh em ạ, cung này là cung thiên mệnh, quần này, giày này, 3 món thôi, 3 món. Ơ, thiếu cái gì vậy ta? Dây chuyền à? Nghĩ là phải có dây chuyền là sao chứ? Ui, cái set này là không biết admin đưa thiếu cho mình rồi, thiếu rồi anh em ạ. Tại mình mới sở hữu 3 món mà hình như set này là 4 món rồi ạ. Thì cái set này thì gia tăng sức sát thương 7% này, gia tăng sát thương đây tối đa 7%, thế này cũng khá là yếu anh em ạ. Nó lại còn vướng vào cái cung thiên mệnh nữa thì thế này thuộc hạng yếu thôi. Được cái là nó đẹp anh em ạ. Thế này sẽ Devin đấy. Devin thần. Quá là huyền thoại đúng không? Tiếp theo là set để đồ loạn soạn quá anh em ạ. À set Sket anh em này. Sket. Có 2 món thôi anh em ạ. 2 món là kích rồi. Rồi. 2 món là kích full. Gia tăng sức chống đỡ cộng 90, gia tăng sức sát thương 40. Thế ảo thế nhở? Thế này lần đầu tiên mình thấy đấy anh em ạ. Anh em mà ai mà là sử dụng thế này rồi thì comment phía dưới nhá. Thì mình sẽ làm những clip sau, ví dụ như DK xét thần các kiểu các class. Đấy. Thế nào rồi mình vứt vào shop này. Ai đúng không? Cái này thì là mình được tặng nên là dùng luôn đấy nhá. Thế nào không không phải của mình thì mình sẽ ném vào shop, mình giới thiệu xong rồi. Rồi. Arun xong rồi đúng không? Ném nhầm đồ của mình vào shop cũng là chết dở luôn đấy. Về Noria phóng vào shop nó sang chảnh thế nhỉ. Ném đồ vào shop anh em thấy gọi là sang chảnh chưa? Đấy. Thì vì đấy anh em ạ. Còn rất là nhiều set anh em bình tĩnh nha, mình ném vào shop đấy. Cái này mình không được phép dùng anh em nhé, đồ này là đồ admin cho mượn thôi, đồ mình tự kiếm ra thì mình được dùng thoải mái.
mượn để làm clip anh em xem. Rồi công người ta được 3 set rồi đấy. Set hoàng kim này được tặng, ai cũng được tặng nhé. Mọi người mới vào thì cứ liên hệ admin hoặc liên hệ mình. Tiếp theo là set Evan này đi. Cái này nhìn chất ấy. Cái này găng này không không phải set này, nó đưa nhầm. À, méo phải cái này anh em ạ. Đây đây đây. 1 2 3 4. Ừ, set này nhìn ảo thế nhỉ. Cái này lại bỏ phòng ngự 5% anh em ạ. Lại bỏ phòng ngự 5%. Cực kỳ ảo diệu luôn. Thế này của mình cất gấp đi, không lừa mày không phá đồ em mất đi. Đấy. Set Evian lại bỏ phòng ngự 5%, đơn giản đấy, cực kỳ đơn giản luôn. À, cái này không phải máu thần này. Phá đồ. Đấy, mình đã xóa đồ xong thành công nha. Tụ đến cái món Odin này anh em ạ. Cái Odin này cũng rất là ngon, nếu mà ở cấp thấp thì khá là ngon luôn. Odin gồm có 4 món, đó là mũ này, áo, quần, giày. À, thiếu cái gì nữa ta? À, tay. Cái tay này không phải, tay này tay giả anh em ạ. Đấy, áo, quần, giày, mũ, nói chung là full set 5 món luôn. Thế này cũng khá là đẹp. Cái option ngon nhất của nó là loại bảo phòng ngự 5% thôi, còn còn lại là cũng bình thường anh em ạ. Bình thường nên là thôi. Khóa luôn. Đại gia mà. Úi xời ơi, xóa đồ nó này dễ dàng thế nhỉ. Đồ của mình sót lắm. Tiếp theo là set Gwen. Gwen. Cái này cũng khá là mạnh anh em nhá, nhưng mà một tội nó vướng mất cái cung bảng này. Không dùng được cung khác, rất là bất tiện. Đấy, tổng cộng là 4 món, 5 món thôi. Cái truyền kỹ năng nữa này. Thì bây giờ mình đang xài dây chuyền cộng 12 cùi. Đấy. Ngon không? Gồm có dây chuyền kỹ năng anh nhá. Áo này. Găng thiên kim này, cái gì đây? Găng đúng không? Giày và cung bạc anh em nhá. Sát thương ngon nhất là gia tăng sát thương 15%, gia tăng độ chính xác của sát thương gấp tối đa 15%. Xe này cũng ngon. Đấy. Nó thuộc hạng ngon này anh em nhá. Cái cung của mình này. Cung hạng ngon, nhưng vì sao? Vì nó vướng mất cái cung này, không thể sử dụng được cung 380 nên là rất là tiếc anh em ạ. Vừa ngon nhưng mà thôi, phải vứt đi thôi anh em. Quá đồ. Đấy, nhanh gọn lẹ. Cái set tiếp theo là set gì đây? Còn nhiều lắm anh em ạ. Gaia này đi coi. Gaia là cái gì đây? Gaia đúng không? Tay à, không phải. Teto Gaia đâu ta? Ảo thế nhờ. Gaia nó đi với set gì đây? Caric này, Ago này. À đây, Gaia đây nha này. Gaia mũ Tito. Gaia 3 món. Gaia 4 món, 5 món. Tổng cộng là 5 món nhá. Cái món thứ nhất là nỏ vàng này. Thằng mình chưa cầm được. Ở đây cầm được nỏ vàng nhá. Thứ hai là áo này. Ba là quần lụa, mũ lụa và tay lụa anh em ạ. Tổng cộng là 4 món không có chân. Đấy. Gia tăng sát thương x2 5% cũng cũng khá là ổn rồi đấy. Gia tăng độ chính xác sát thương tối đa 10%. Cũng được, ngon. Gọi là cũng khá là ổn. Rồi. Xong set này ta sẽ xóa luôn anh em nhá. Để xóa luôn. Xóa nhầm đồ mình là lại chết dở đấy. Tiếp theo là cái set Ago Ngọc Bích này. Ago, Ago không biết bao nhiêu món ta. Ago Caric. Ngọc Bích. Caric. Ờ. 1, 2, 3, hình như có 3 món thôi anh em ạ. Cái này thì cùi thôi. X2 sát thương 5% khá là cùi. Không nên dùng set này nha. Đấy. Món tiếp theo là set Caric. Caric này cũng hình như cũng ngon. Sao này nhìn này. Ừ, Caric này ngon anh em ạ. Cái Caric này là gồm có 3 món này nha. Chân này, quần và mũ thôi anh em, còn áo này không phải, áo tay thì nó không khó anh em nhá. Đấy, gia tăng sát thương tuyệt chiêu cộng 15, tỷ lệ chính xác sát thương gấp đôi 10%, ngon. Gia tăng sát thương 10%, thế này là ngon đấy, là thuộc hạng ngon rồi đấy. Isan boss gọi là bao phê rồi, xóa luôn, phê cũng phải xóa. Thế tiếp theo là thế gì đây? Là tốt mình để lại anh em, không mất chết dở đấy. Red gì đây? Là tốt, là tốt. Cái tốt. À đây rồi. Red này. Teto Red này. Teto hết. Đấy, Teto thật lắm, Teto vậy. Ui xồi ôi. À đây mình đưa nhầm một mớ nhỉ. 1, 2, 3. Theo là set Red anh em nha. Cái này cùi anh em ạ.
Nó gia tăng lượng máu này, gia tăng lượng mana, gia tăng sức chống đỡ, thế này gọi là siêu cùi luôn, thề còn gì để nói, thế này quá cùi, gọi là cho không lấy. Nhưng mà set cuối cùng là đây, set xe tô em ạ. Đây admin đưa cho một mớ set này cho ép cho em nha, tại vì nó cầm kiếm, vì nó cầm kiếm là dùng cho ép búp thôi đấy. Xe tô thì ơi mình thiếu gì, nhẫn đấy em ạ, nhẫn đất xe tô là đúng không. Rồi có nhẫn, thế này đúng dành cho ép búp luôn, cuốn bài đấy. Ô mẹ mất rồi. À đây mình nhét vào đây nha mọi người. Lòng thế. Cái xe tô gồm có mũ xe tô anh em này. Nó chỉ nó cái lại khá là xe này xét cho ép búp thôi. Nó cầm kiếm mà anh em. Cầm kiếm thì đánh nhau kiểu gì được, ép bắn cung cơ mà. Đấy, tổng cộng nó có 6 món, 7 món khá là nhiều anh em ạ, 7 món cơ. Kiếm tay nhẫn, ui tìm hết xe này à, đắc ke đây. Cả đắc ke anh em ạ. Ke nhưng mình thiếu, có xe đắc ke nhưng mà thiếu em nhá, xe đắc ke rất là ngon, tỷ lệ sát thương gấp đôi 20%, tăng sát thương 10%, thế này cũng thuộc hạng ngon nhưng mà mình thiếu xe này em này. Đấy thì anh em đã chơi những xe nào đấy và đã biết những xe nào thì em comment ở phía dưới nhá, xe nào mạnh nhất thì anh em cũng cho mình một cái lời bình đấy, xe nào mạnh nhất nhá. Hiện tại thì mình nghĩ là xe này mạnh nhất và xe này cũng đang được tặng mọi người này, đang được tặng mỗi người một set nhé, tất cả ai cũng được. Thì anh em nói chơi vào cầm set này gọi chơi đến nát game đúng không, khá là vip đấy. Còn mấy set kia thì không tính, mình nghĩ là set này mạnh nhất, còn ai nghĩ set nào mạnh nhất thì comment phía dưới nhá. Cảm ơn anh em rất là nhiều, bye bye anh em.